Chuyện cổ tích Việt Nam. Ngày xưa, có một bé trai tên Jack. Cậu sống với mẹ mình ở một ngôi nhà nhỏ gần ngôi làng. Họ không có việc gì làm để kiếm sống. Họ phải bán mọi thứ để có tiền sinh hoạt. Tất cả những gì còn lại của họ là một con bò cho sữa. Họ quá nghèo đến nỗi rất nhiều lần Jack và mẹ cậu phải đi ngủ với một cái bụng đói. Jack thường dắt sữa bò vào mỗi sáng. Con bò chỉ được cho ăn bằng cỏ khô để lấy sữa. Và bây giờ họ đã cạn tiền. Vì vậy mẹ của Jack đã nghĩ ra một cách. Bà ấy tới chỗ Jack và nói cậu đem bán con bò này đi. Dạ được thưa mẹ. Jack đi ra chợ để bán con bò. Trên đường đi, cậu gặp một ông lão nhìn rất kỳ lạ. Chào buổi sáng Jack. Dạ chào buổi sáng. Cậu mang con bò nhỏ này đi đâu vậy cậu bé? Cháu tính đi ra chợ để bán con bò này thưa ông. Ôi cậu bé ơi, cháu không cần phải đi xa như vậy để bán con bò này đâu. Đưa con bò này cho ta, ta sẽ mua nó. Vậy ông sẽ trả cháu cái gì nếu như cháu đưa ông con bò này? Ta có một thỏa thuận hết sức đặc biệt dành cho một đứa trẻ tốt như cháu. Và đó là gì vậy? Đó là ta sẽ đưa cho cháu 5 hạt đậu thần kỳ. Jack vô cùng bối rối. Những hạt đậu này nhìn không giống những hạt đậu bình thường chút nào. Những hạt đậu này nhìn vô cùng kỳ lạ. Chúng rất to, to hơn những hạt đậu bình thường khác. Cháu không cần những hạt đậu này đâu. Cháu sẽ làm gì với chúng bây giờ? Đây không phải là những hạt đậu bình thường cậu bé à. Chúng có ma thuật đó. Có ma thuật? Thật hả ông? Nhưng sử dụng chúng ra sao? Những hạt đậu sẽ phát huy ma thuật nếu như cháu trồng chúng dưới đất qua một đêm. Đến khi trời sáng, chúng sẽ mọc thành cây và vươn đến tận bầu trời. Jack nghe theo lời thuyết phục. Cậu bé đổi con bò lấy những hạt đậu bởi vì chúng có ma thuật. Giờ thì những hạt đậu là của cháu, còn con bò là của ta. Jack vô cùng thích thú và muốn khoe chúng với mẹ mình. Khi về tới nhà, Jack cười và lấy những hạt đậu ra khỏi túi. Mẹ ơi, hãy nhìn những hạt đậu này nè mẹ. Chúng có ma thuật đó mẹ. Cái gì chứ? Đừng có nói là con đổi con bò để lấy những hạt đậu kỳ quái này đó. Đúng là như vậy, thưa mẹ. Con đã đổi con bò để lấy vài hạt đậu. Sao con lại ngốc như vậy chứ? Người mẹ đã trở nên giận dữ và ném những hạt đậu ra khỏi cửa sổ. Con đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch. Jack vô cùng buồn bã. Cậu chạy lên cầu thang, vào căn phòng nhỏ trên gác mái và bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình. Làm sao mình có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Mình đã đổi con bò để lấy những hạt đậu. Cậu nằm khóc trên giường và ngủ thiếp đi mà không ăn bữa tối. Khi mặt trời vừa mọc vào sáng hôm sau, Jack thức dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Vô cùng ngạc nhiên, cậu nhìn thấy một cây đậu. Nó cao đến nỗi vươn lên tận bầu trời. Ôi trời ơi, những hạt đậu này thật sự là có ma thuật. Cậu quyết định leo lên cây đậu xem thử. Cây đậu cứ vươn cao thật cao cho đến khi nó chạm bầu trời. Jack tội nghiệp cứ leo và leo mãi. Cậu leo đến khi cậu nhìn thấy mây đang bay cạnh mình. Thật là tuyệt vời. Mọi thứ trở nên nhỏ xíu nếu nhìn từ đây xuống. Và khi leo thêm một chút nữa, cậu bé gặp phải một cánh cổng lớn bằng vàng, sáng lấp lánh dưới những tia nắng mặt trời. Khi cậu tiến tới, cánh cổng mở ra. Đó là một lâu đài trên bầu trời. Đúng là điều kỳ diệu. Jack gần như bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Cậu bước vào trong lâu đài và cậu nhìn thấy một gã khổng lồ đáng sợ đang ngủ trên ghế. Jack cảm thấy rất đói sau khi leo lên cây đậu thần. Vì vậy cậu tiến vào trong, chậm chậm tìm đường để vào nhà bếp. Cậu nhìn thấy trái cây tươi và sữa ở đó. Khi vừa định tới gần để lấy chúng,
cậu chợt nghe một tiếng động lớn. Hả? Là tiếng động gì vậy ta? Jack rất sợ hãi. Cậu vội trốn vào một cái hốc nhỏ. B-5-4-5. Ta ngửi thấy mùi máu của một tên người Anh. Cho dù hắn sống hay là hắn đã chết, ta cũng sẽ tìm hắn và ăn thịt hắn. Không gì có thể ngon bằng thịt người nướng ăn kèm với bánh mì. Ngon quá đi mất. Gã khổng lồ tìm mãi và không thấy được ai. Vì vậy, hắn phải ăn thức ăn ở trên bàn. Hắn lôi ra một túi đầy những đồng tiền vàng. Hắn đếm chúng, sau đó đặt chúng qua một bên ở trên bàn. Kế đó hắn đi ngủ. Jack rón rén đi ra khỏi chỗ mình vừa ẩn nấp, và cậu quyết định lấy túi tiền vàng đó vì cậu nghĩ rằng nó sẽ giúp mẹ cậu nguôi cơn giận. À, cái này nặng quá à. Mình sẽ lấy nó và trốn ra khỏi chỗ này. Cậu trượt xuống cây đậu cùng với túi tiền vàng. Cậu đi vào nhà và đưa những đồng vàng đó cho mẹ. Một túi tiền vàng sao? Còn lấy nó từ đâu vậy? Jack thuật lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ của cậu. Mẹ của cậu rất vui vì từ giờ họ đã có vàng và con trai mình đã sống sót quay về. Vài ngày sau, Jack leo lên cây đậu thần một lần nữa. Cậu ta đi về phía lâu đài của tên khổng lồ. Một lần nữa, Jack nhìn thấy tên khổng lồ đang ngủ. Nhưng lần này, hắn ta đang ngáy. Tiếng ngáy của hắn lớn đến nỗi cậu phải trốn vào một cái hốc nào đó để tai không bị điếc. Gã khổng lồ chợt tỉnh giấc, Jack giật mình sợ hãi và trốn xuống dưới gầm giường. B-5-4-5. Ta ngửi thấy mùi máu của một tên người Anh. Cho dù hắn sống hay là hắn đã chết, ta cũng sẽ tìm hắn và ăn thịt hắn. Không gì có thể ngon bằng thịt người nướng ăn kèm với bánh mì. Ngon quá đi mất. Không có tên nhóc nào ở đây hết. Gã khổng lồ không tìm thấy ai. Sau đó, hắn mang ra một con gà và la lên. Để cho ta một quả trứng vàng, nhanh lên. Con gà lập tức đẻ một quả trứng vàng. Gã khổng lồ bỏ nó vào một cái rổ và hắn đi ngủ. Khi hắn đi vào trong, Jack đã ghi nhớ được cách làm của hắn. Cậu chụp lấy con gà và ngay lập tức leo xuống cây đậu thần. Sau khi đi vào nhà, cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ cậu nghe. Mẹ nhìn nè mẹ, lần này con có được một con gà. Nó đẻ được trứng vàng đó. Mẹ hãy nhìn con làm nè. Đẻ cho ta một quả trứng vàng, nhanh lên. Mẹ Jack rất vui với cậu. Lần thứ ba, Jack leo lên cây đậu thần và đi đến lâu đài của gã khổng lồ. Lần này, cậu thấy gã khổng lồ. Hắn đang thưởng thức âm nhạc phát ra từ một cây đàn hạt. Cậu trốn bên dưới cái bàn. B-5-4-5. Ta ngửi thấy mùi máu của một tên người Anh. Cho dù hắn sống hay là hắn đã chết, ta cũng sẽ tìm hắn và ăn thịt hắn. Không gì có thể ngon bằng thịt người nướng ăn kèm với bánh mì. Ngon quá đi mất. Hôm nay ta sẽ tìm cho ra tên người Anh đó bằng mọi giá. Hắn kiếm hết nơi này đến nơi khác nhưng vẫn không tìm thấy. Hắn cảm thấy mệt mỏi và đi ngủ. Trong khi đó, Jack lấy cây đàn và chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, cây đàn ma thuật kêu lên. Cứu tôi với, chủ nhân, cứu tôi. Một thằng nhóc đang lấy trộm tôi. Nó đang cướp tôi từ tay của ngài.
Gã khổng lồ đột nhiên tỉnh giấc và hắn thấy Jack cùng với cây đàn. Vô cùng tức giận, hắn đuổi theo Jack. Vậy ra ngươi chính là tên dám cả gan lấy trộm con gà và túi tiền vàng của ta. Ta sẽ trừng phạt ngươi vì điều này. Nhưng Jack quá nhanh đối với hắn ta. Cậu trượt xuống cây đậu thần nhanh hết sức có thể. Còn gã khổng lồ, hắn nhận ra kẻ trộm đồ của mình nên leo xuống theo cậu. Jack trượt xuống và leo xuống cây đậu thần nhanh hết sức có thể. Cậu chạy vào nhà và lấy một cây búa. Cậu bắt đầu chặt vào thân cây đậu. Cây đậu bị chặt đứt, gã khổng lồ rơi xuống. Dương miệng của hắn vỡ tan và cây đậu thần đổ hết lên người của hắn. Khi mẹ Jack nhìn thấy, bà vô cùng hoảng sợ. Bà nhận ra đó là lỗi của mình vì đã không ngăn cấm Jack về việc đi ăn trộm. Jack trở nên tham lam và cậu bé có thể mất mạng vì những chuyện này. Sau đó bà ôm lấy Jack, cảm thấy hối hận và giải thích cho cậu. Jack, mẹ rất hối hận vì để con đi trộm đồ. Lẽ ra mẹ phải dạy dỗ con. Chuyện gì xảy ra nếu gã khổng lồ bắt được con? Con sẽ không thể đứng bên cạnh mẹ như lúc này đâu con ạ. Mẹ ơi, hôm nay con đã học được một bài học nhớ đời rồi. Con sẽ làm việc thật chăm chỉ và kiếm tiền. Jack và mẹ cậu giờ đã trở nên giàu có và họ sống hạnh phúc mãi mãi.